Đây là một trong những cơ sở đào tạo mô phỏng máy bay trực thăng lớn nhất khu vực, cung cấp các giải pháp huấn luyện và đào tạo cho các dòng máy bay trực thăng hiện đại trên thế giới. Trung tâm huấn luyện đa chức năng cũng đã thành lập cơ sở huấn luyện quản lý khủng hoảng và quản lý khẩn cấp, hướng đến việc cung cấp cho các cơ quan chức năng địa phương liên quan như Bộ Nội vụ và Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia của Brunei chương trình đào tạo toàn diện nhằm lập kế hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho các trường hợp khẩn cấp. CAE có thể cung cấp khóa đào tạo quản lý khẩn cấp ảo để cho phép người học tham gia ở bất cứ nơi nào qua một lớp học ảo để có tính linh hoạt cao hơn, tăng hiệu suất của học viên cũng như cải thiện tính an toàn và hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sự hiệu quả tiết kiệm chi phí mà trung tâm mang lại cho quân đội Hoàng gia Brunei trong công tác huấn luyện, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo phi công. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc trung tâm sẽ ngày càng phát triển hơn, nghiên cứu và đưa ra thêm nhiều những giải pháp công nghệ hiện đại để phục vụ hữu ích cho việc huấn luyện đào tạo, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như các ngành nghề khác tại Brunei.